Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Như chúng tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn, đầu năm 2023, iCopy chúng tôi sẽ có những video đột phá về nội dung và ý tưởng chia sẻ đến anh chị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn những người đang dùng cái thương hiệu Recon, đặc biệt là những cái model máy lớn để sử dụng photo kinh doanh dịch vụ, một cái bản lỗi thực chiến. Năm mới thì chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm video chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái góc độ kỹ thuật chuyên sâu hơn, chi tiết hơn, và nó sẽ mang tính chất thực chiến giúp cho anh chị và các bạn có thêm những cái góc nhìn, có thêm những cái kiến thức về kỹ thuật để xử lý những cái vấn đề mà máy photo của anh chị và các bạn gặp phải. Và trong video này chúng tôi sẽ làm mẫu trên cái model máy MP6002 của hãng Recon. Đây là một cái ban thực chiến mà trên cái mô hình máy này khách hàng đã gửi về nhờ iCopy Phú Sơn chúng tôi can thiệp và xử lý cái ban mà khách hàng đã gặp rất nhiều khó khăn mà không thể xử lý được. Thì anh chị và các bạn sẽ trải nghiệm cùng nội dung video hôm nay của chúng tôi. Trên màn hình anh chị và các bạn, cái máy photo model là MP6002 tôi sẽ test thử để anh chị và các bạn sẽ cùng chúng tôi đi hết cái quá trình video ngày hôm nay. Tôi sẽ vào chức năng photo và chọn khay giấy số 1 và tôi nhấn copy. Và tờ giấy như anh chị và các bạn thấy, khay số 1 hoạt động bình thường. Tiếp tục tôi sẽ chọn chức năng photo, chọn khay giấy số 2 và tôi nhấn copy. Và hiện tượng lỗi báo đã xảy ra trên màn hình. Như anh chị và các bạn đang thấy mô hình máy và báo cái chức năng kéo giấy của khay 2 đang có vấn đề. Và tờ giấy đang ở vị trí nào thì tôi sẽ bắt máy quay và chúng ta sẽ tiến hành đi cái ban thực chiến này. Thời điểm mà tôi chọn khay số 2 và nhấn lệnh copy thì tờ giấy không rời khỏi máy. Như vậy là máy đang gặp lỗi, sự cố trong quá trình hoạt động của khay kéo giấy số 2. Tôi sẽ hạ góc máy quay và chúng ta bắt góc hình xem tờ giấy đang ở vị trí nào. Đây là một ban mà khách hàng của chúng tôi đã gửi máy về. Sau quá trình tự sửa chữa thì bạn ấy không thể khắc phục được cái sự cố này và có gửi máy về để nhờ cái sự can thiệp từ phía iCopy chúng tôi. Đồng thời cũng là cuối năm mà bạn có nhờ chúng tôi đó là bảo trì, bảo dưỡng và xử lý cái máy để năm mới bạn ấy tiếp tục khai thác dịch vụ trên cái máy mà bạn đã đầu tư. Tôi sẽ bắt góc máy để anh chị và các bạn sẽ quan sát. Đây là cái vị trí mà bình thường khi mà máy kẹt giấy, dắt giấy ở bất cứ khay nào thì cái tờ giấy sẽ mở cửa C2, hay trong từ kỹ thuật thì gọi là vị trí cửa trục đồng bộ. Tờ giấy sẽ nằm ở vị trí đó. Và tôi sẽ, đây là vị trí mà tờ giấy tôi sẽ bắt ánh sáng để cho anh chị và các bạn quan sát thấy. Nếu anh chị và các bạn đang dùng máy Recon thì thường xuyên chúng ta gặp phải cái tình trạng tương tự như vậy, như cái mà tôi đã chia sẻ trong cái tình trạng này. Đây, tôi tăng ánh sáng trên cam lên, anh chị đang nhìn thấy cái vị trí tờ giấy nằm ở vị trí trục C2 và cửa C2 đang đá ra. Đây, tôi lấy tờ giấy trực tiếp ra này. Với cái ban này và tình trạng là khay 1 đang hoạt động bình thường thì chắc chắn những người dùng máy từ như anh chị và các bạn, chúng ta sẽ suy luận ngay là lỗi này sẽ nằm ở cái bộ kéo giấy của khay 2. Như vậy là chúng ta đang khoanh vùng khay 2 này. Tiếp tục chúng ta sẽ test thử khay số 3. Chúng ta bỏ lệnh do lỗi của khay 2 này. Rồi, tôi sẽ bắt máy quay lên hướng lên trên màn hình. Chúng ta tiếp tục thử nghiệm trên cái khay số 3, khay còn lại, trước khi tiến hành kiểm tra tổng quan máy để chúng ta tiến hành sửa chữa. Khi mà gặp những cái ban lỗi liên quan đến cái bộ kéo giấy trên máy photo thì như anh chị đã biết, những cái model máy mà chúng ta thấy ở như là tiêu biểu trên cái video tôi chia sẻ ở đây thì thường sẽ nhà sản xuất họ sẽ lắp đặt 3 khay kéo giấy tương ứng với 3 cụm kéo giấy độc lập của mỗi khay 1, 2 và 3. Khay tay thì chúng ta không đề cập, khay tay là một cái khay cơ động mà
model máy nào của hãng nào cũng sản xuất cái đó. Bình thường những cái máy mà tích hợp công nghệ số hay còn gọi là máy photo ở những cái đời sau này thì gần như là khay tay ít khi sử dụng, vì các cái tính năng ví dụ như với máy photo ở thế hệ mới này chúng ta biết là có những cái tính năng như chèn bìa rồi, nếu là photo dịch vụ thì anh chị và các bạn sẽ khai thác triệt để những cái khay mà có cái dung tích chứa giấy lớn, khay tay thì chúng ta ít sử dụng. Rồi tôi sẽ chọn khay số 3 như trên màn hình anh chị và các bạn đang quan sát thấy, và chúng ta test thử xem là khay số 3 có hoạt động không. Rồi sau khi tôi nhấn copy thì cái biểu tượng báo lỗi dắt giấy kẹt giấy cũng xuất hiện trên màn hình khi tôi chọn chức năng photo sử dụng lấy giấy ở khay số 3. Như vậy là anh chị và các bạn đã thấy là hiện tình trạng của cái máy này đang xảy ra sự cố, đó là hai bộ kéo giấy của khay 2 và khay 3 không hoạt động. Trước mắt là chúng ta đánh giá như vậy, sau khi mà tiến hành kiểm tra thực tế thì chúng ta sẽ có cái đánh giá và đi sâu hơn. Đầu tiên chúng ta test, khi mà những cái ban liên quan đến hệ kéo giấy thì chúng ta sẽ test đủ 3 khay. Rồi, với tình trạng của khay 3 thì thậm chí là tờ giấy không lên tới trục C2 hay còn vị trí trục đồng bộ như khay số 2 vừa rồi. Như vậy là hai cái trạng thái hư khay khác nhau. Sau khi tôi mở cửa reset lại. Sau khi tôi mở cửa reset lại thì tiếp tục cái lệnh cũ để chúng ta xác nhận lại lần nữa xem là khay số 3 tình trạng như nào. Đó, tức là khay số 3 không hề kéo tờ giấy khỏi khay. Như vậy là tình trạng của khay số 3 sẽ khác với khay số 2. Và vị trí báo là A. Tờ giấy chưa rời khỏi khay chứa giấy này. Rồi, tôi sẽ stop cancel cái lệnh này. Chúng ta quay trở lại thử lần cuối của khay số 1. Như hồi nãy, phần đầu video chúng ta đã thử một lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại lần cuối. Sau đó tôi sẽ bắt góc máy cận cảnh cái cụm kéo giấy để anh chị và các bạn có một cái trải nghiệm. Những video trong năm nay của chúng tôi sẽ rất hay để chia sẻ đến anh chị và các bạn. Tôi nhấn copy, khay số 1. Và tờ giấy hoạt động bình thường, bộ kéo giấy của khay số 1 hoạt động bình thường và tờ giấy đã rời khỏi khay, hoàn tất ra phía ngoài. Màn hình đang hiển thị chức năng bình thường. Bây giờ tôi sẽ chuyển góc máy ở cái vị trí bắt hình ảnh cụm kéo giấy hoạt động như thế nào để anh chị và các bạn có một cái nhìn. Vâng, bây giờ tôi sẽ di chuyển máy quay về cái vị trí mà để chúng ta bắt cái khuôn hình khi mà chúng ta test khay số 2 chi tiết hơn một chút, giúp cho anh chị và các bạn có một cái trải nghiệm về cái yếu tố kỹ thuật sâu hơn một chút liên quan đến cái bộ kéo giấy của máy photo. Chúng ta sẽ thiết lập ở khay số 2 và di chuyển máy quay. Tôi sẽ mở cái miếng nhựa phủ bên hông của máy như vị trí anh chị và các bạn thấy ở đây. Tôi sẽ đặt góc máy quay vào vị trí để có thể bắt hình được cái cụm kéo giấy của khay 2. Rồi tôi rút khay 1 ra để tạo khoảng trống này. Tôi tăng ánh sáng bắt hình của cam lên. Anh chị và các bạn đã nhìn thấy cái bộ kéo giấy màu xanh đang hiển thị trên màn hình anh chị và các bạn. Đấy là cụm kéo giấy hay còn gọi là bộ lô kéo giấy của khay số 2. Khay mà đang có cái hiện tượng ban lỗi khi mà tờ giấy di chuyển lên tới cái trục C2 hay còn vị trí trục đồng bộ thì bị kẹt lại ở đó và cửa C2 mở ra. Tôi sẽ để tăng thêm ánh sáng bằng cái máy ảnh để giúp cho chúng ta có cái đủ ánh sáng để nhìn thấy được bên trong. Rồi, sau đó tôi trở lại màn hình để tôi nhấn chức năng copy. Anh chị và các bạn quan sát, tôi sẽ bắt máy góc máy chi tiết một chút này. Rồi, tôi nhấn chức năng copy và tôi để nguyên khay số 2. Anh chị và các bạn quan sát, tôi nhấn này, 1, 2, 3. Và tôi thì đứng lên để nhấn copy thì không biết là anh chị và các bạn có kịp quan sát khi mà cái bộ lô kéo giấy tác động vào tờ giấy trên cùng và kéo nó đi hay không. Tôi sẽ làm lại lần nữa, tức là tôi phải mở cửa. Hiện tại thì
cái tín hiệu kẹt giấy trục C2 vẫn xảy ra. Tôi sẽ đóng cửa và làm lại một nhịp nữa, sau đó tôi sẽ bắt quân hình. Đây, tôi sẽ, cái lệnh cũ vẫn còn này, tôi sẽ ngồi đây để đưa cái máy quay sâu hơn một chút. Đó, cụm lô kéo giấy có quay. Đấy, anh chị và các bạn nghe thấy tiếng nghe của cái cụm kéo giấy này. Nó xảy ra với cái tình trạng là tờ giấy. Đây, tôi lấy tờ giấy kẹt ra đây. Tôi sẽ test lại lần nữa. Chúng ta làm đi làm lại để chúng ta có cái nhìn chi tiết về ban. Khi mà chúng tôi chia sẻ kỹ thuật thì chúng ta muốn anh chị và các bạn thực sự nhận được cái thông điệp từ chúng tôi. Anh chị quan sát bộ kéo giấy, lô kéo giấy. Đó. Với cái tình trạng này và với cái hiện tượng này thì nhiều anh chị và các bạn sử dụng máy photo và biết sơ qua về kỹ thuật, chúng ta chắc chắn sẽ đánh giá liên quan đến cái cụm kéo giấy của khay số 2. Đây là tình trạng tờ giấy kéo đến đây này. Đó, vị trí trục C2 hay còn gọi là trục đồng bộ trong cái đào tạo kỹ thuật. Tôi lấy tờ giấy ra, trục C2. Đó. Rồi, chúng ta sẽ chuyển cái góc quay xuống khay số 3, xem là tình trạng của khay số 3 khác khay số 2 như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt đi và bắt bệnh xử lý cái ban lỗi này. Tôi đóng cửa và kéo khay số 2 ra. Bây giờ góc máy tôi đã kéo khay số, đây là cái hình ảnh anh chị vẫn đang nhìn thấy đó. Vừa rồi thì cái lệnh cũ khi mà tôi kéo khay số 2 ra thì máy sẽ auto lấy tờ giấy ở khay số 3 để thực hiện cái lệnh đang bị giang dở, nhưng không thành công. Và tình trạng của khay số 3 thì hồi nãy ở phần đầu video chúng ta đã quan sát rồi, nó khác với tình trạng của khay số 2. Khay số 2 thì tờ giấy có di chuyển, nhưng lên tới trục C2 hay còn gọi là trục đồng bộ thì tắc lại ở đó. Còn khay số 3 thì tình trạng nặng hơn một chút, đó là tờ giấy còn không rời được khỏi khay. Tôi sẽ bắt góc máy để làm sao chúng, sau đó tôi mở cửa reset thì máy sẽ tự động lấy thực hiện lệnh cũ tiếp này. Tôi đang, tại vì đưa cái máy vào hẳn trong cái lòng máy photo làm sao để bắt được góc nó tốt để có hình ảnh đẹp. Tôi giảm ánh sáng một chút rồi. Bộ phía trên anh chị nhìn thấy đây là bộ, là tôi lia máy để anh chị phân biệt này. Trên cùng đây, trên cùng là khay cụm kéo giấy của bộ kéo giấy khay số 1. Tiếp tục đếm này, khay số 2 chúng ta đang thấy này, và cuối cùng là khay số 3 ở phía dưới cùng. Tôi sẽ bắt góc máy quay của khay số 3. Anh chị quan sát tờ giấy trên cùng này. Tôi mở cửa reset lại cái lệnh bị lỗi này. Tôi đóng lại. Đó, tiếng máy đang hoạt động để sẵn sàng thực hiện lệnh lỗi. Anh chị quan sát bộ kéo giấy nhé. Và chúng ta đang quan sát thấy điều gì ạ? Tức là tôi làm lại lần nữa này. Bánh số 1, tức là bánh làm nhiệm vụ lấy tờ giấy trên cùng của tập giấy, không quay, rõ ràng là không quay. Chỉ có, tức là khi đào tạo học viên hay là anh chị và các bạn đã trải nghiệm nhiều video của iCopy chúng tôi, anh chị biết một điều, đó là bánh số 1 làm nhiệm vụ lấy giấy, bánh số 2 đưa giấy, bánh số 3 tách giấy. Và để thực hiện được cái việc lấy tờ giấy ra khỏi, tờ giấy trên cùng ra cái tập giấy chứa trong khay, thì bánh số 1... điều kiện cần và đủ đó là bánh số 1 phải đập xuống tì vào tờ giấy và phải quay. Tôi làm lại lần nữa để logic cái câu tôi vừa chia sẻ đến anh chị và các bạn này. Chúng ta sẽ bắt nốt góc này, sau đó chúng ta đi phân tích bệnh. Đó, bánh số 1 đập xuống nhưng không quay. Và trong máy photo thì anh chị và các bạn nếu trải nghiệm, chúng ta đã biết là ít nhất trong máy photo sẽ có từ một, thậm chí có những cái model 3 khay giống nhau hoàn toàn về cấu hình, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau. Trong máy photo này, cái điều thuận lợi cho chúng ta đó là khay số 1 đang hoạt động bình thường, giúp cho chúng ta có một, ít nhất là có một cơ hội, đó là chúng ta có thể sử dụng cụm kéo của khay số 1 để chúng ta test. Đây, tôi bắt góc cụm kéo của khay số 1 này. Cụm này vẫn hoạt động và lấy tờ giấy ra một cách trơn tru, không bị lỗi.
Như vậy là chúng ta có một cái cơ hội, đó là chúng ta sẽ tháo đổi cụm khay số 1 xuống cụm khay số 2 cũng như là cụm khay số 3 để chúng ta loại trừ, làm phương pháp loại trừ. Sau đó nếu như được thành công thì có nghĩa là anh chị và các bạn không phải mất quá nhiều thời gian cho những cái tìm hiểu cái nguyên nhân phức tạp hơn, mà chúng ta sẽ tiến hành trực tiếp làm xử lý cái lỗi kỹ thuật trên cụm kéo số 2 và số 3. Nếu như chúng ta thử lên mà cái hiện tượng không kéo giấy này vẫn xảy ra và đưa cụm số 1 xuống, số 2 và số 3 hoạt động, thì đương nhiên rồi, chúng ta không cần mất nhiều thời gian để đi tìm các nguyên nhân khác, mà anh chị và các bạn chỉ cần tập trung vào làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng và kiểm tra linh kiện vật tư, bản chất những cái lô kéo giấy, rồi những cái bánh răng, những cái vòng bi để có thể cho cụm kéo giấy hoạt động được, là chúng ta tiến hành thay nếu như vật tư hao mòn, hư hỏng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải đi tiếp theo những cái lộ trình tiếp theo về bắt ban bệnh. Đây là video ban thực chiến và cái khách hàng của chúng tôi họ đã can thiệp khá nhiều, cũng đã làm theo chúng tôi hướng dẫn khá nhiều, đó là thay đổi các cụm kéo giấy, các vị trí chức năng khác nhau để test và tìm nguyên nhân rồi. Các anh chị cũng đã xử lý qua rồi nhưng không thành công, mới gửi máy xuống và chúng tôi đang xử lý, và chúng tôi đã tìm ra được cái nguyên nhân ban rồi. Nhưng cái video và cái ban rất là hay, trên một cái máy rất là thịnh hành và đang là phổ biến, anh chị các bạn đang dùng rất nhiều, những cửa hàng photo kinh doanh dịch vụ phía Bắc dùng rất nhiều những cái model máy này, 6002900 29003, rồi xuống những cái đời sâu hơn của Ricoh như là MP thường 7500 đó, 801701 cũng có cái cấu tạo nguyên lý hoạt động tương tự như vậy. Thì video của chúng tôi chia sẻ này cũng là một cái video mà giúp cho anh chị và các bạn cũng có thể trải nghiệm với những cái model cao cấp hơn của Ricoh trong cái phân khúc photo kinh doanh dịch vụ, hoặc anh chị và các bạn cũng có thể áp dụng cho những cái model trước đây, cách đây 5-10 năm về trước mà anh chị còn dùng, thậm chí là Ricoh cửa hàng photo kinh doanh dịch vụ còn sử dụng những cái model máy như là 1060, 2075 đó, những cái model rất xa rồi. Nhưng mà cái hay của Ricoh đó là hay tôi còn gọi là thương hiệu quốc dân đó, có rất nhiều model cách đây rất nhiều năm vẫn được sử dụng và khai thác photo kinh doanh rất hiệu quả, hoạt động vẫn rất là tốt. Đây là tình trạng mà màn hình đang báo lỗi cho chúng ta biết, là trên cái phần của khi mà chúng ta sử dụng chức năng kéo giấy của khay cụm khay số 3 đấy, tờ giấy không rời khỏi khay, khác với cái ban liên quan đến khay số 2. Hai khay có cái tình trạng là cái không kéo giấy rồi nhưng này khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái bước tiếp theo, đó là tháo thử cụm khay số 1 đổi xuống cụm khay số 2, chúng ta thử chéo để chúng ta kết luận. Sau đó tôi sẽ đồng hành cùng anh chị và các bạn những cái phần tiếp theo. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tháo đổi cái vị trí để chúng ta thử chéo giữa cụm khay 1 xuống cụm khay 2 hoặc cụm khay 3, nhưng chúng ta sẽ làm với cụm khay 2 trước. Để mở cái các cụm kéo giấy thì tôi đã làm một số thao tác, đó là mở miếng nhựa bên hông, bỏ hộp mực thải ra bên ngoài. Cái phần này thì chắc anh chị và các bạn dùng máy, hoặc là anh chị và các bạn biết như một chút về kỹ thuật, anh chị và các bạn đã biết cái thao tác này rồi. Hoặc là cũng có thể anh chị và các bạn vào kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo của chúng tôi và tìm những cái video mà hướng dẫn cách tháo lắp, để anh chị và các bạn có thêm cái kiến thức về cách tháo lắp trong các cái cụm kéo giấy trong những cái model máy của rất nhiều hãng mà chúng tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn. Rồi, sau khi mà tháo thì chúng ta cũng có thể tiến hành tháo cả cái cửa chính phía trước ra cho chúng ta dễ tiếp cận và để chúng ta dễ làm. Còn với những cái video chia sẻ của chúng tôi thì đương nhiên chúng tôi sẽ tháo cửa trước để giúp cho máy quay bắt được cái góc rộng. Anh chị và các bạn sẽ có những cái góc nhìn chính xác hơn và dễ dàng hơn. Bây giờ tôi sẽ tiếp cận sâu vào bên trong. Như ở phần cách đây 2 phút tôi đã chia sẻ, có rất nhiều những cái vị trí mà chúng ta có thể khai thác nếu như chúng ta chưa biết sâu, am hiểu nhiều về kỹ thuật máy photo. Đó là anh chị và các bạn có thể sử dụng cái cách đổi chéo và thử chéo trong cái điều kiện
thuận lợi đó là ba cái cụm kéo giấy của anh chị và các bạn có một cái cụm hoặc hai cụm bị lỗi, trong đó vẫn còn một cụm hoạt động. Đó là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi để anh chị và các bạn có thể test và thử chéo. Rồi, tôi sẽ tháo cụm khay số 1, đổi xuống cụm khay số 2. Đó. Bình thường, đây tôi lại quay trở lại cái lúc nội dung đầu của video. Bình thường với những cái ban này, nếu như anh chị và các bạn biết một chút về kỹ thuật thì chắc chắn chúng ta sẽ tư vấn những người dùng hoặc là đích thân anh chị và các bạn sẽ tiến hành, đó là chúng ta sẽ kiểm tra vệ sinh cái cụm, các cái cụm kéo giấy trực tiếp bị lỗi như cái tình trạng mà chúng ta thấy ở video. Đây, tôi sẽ mở khay số 1 ra, cụm kéo giấy khay số 1. Đây là cụm kéo giấy khay số 1. Đây là cụm đang hoạt động bình thường này. Đang một cụm này đang hoạt động bình thường. Tôi sẽ bắt lại góc máy quay để chúng ta quan sát thấy. Chúng ta đã tháo được cụm khay số 1 ra ngoài. Đây. Và để hoạt động được thì chúng ta biết là cả hệ bánh răng chuyển động động cơ. Đây, động cơ motor. Đó. Ba lô kéo 1, 2 và 3. Mỗi mỗi cái lô cao su sẽ có một chức năng khác nhau. Và để thực sự trở thành kỹ thuật viên có thể xử lý được những cái ban bệnh khó, những cái ban bệnh thường xuyên mà anh chị các bạn gặp phải thì hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký những cái khóa đào tạo chuyên về kỹ thuật sửa chữa máy photo, từ những khóa căn bản chuyên về máy photo đen trắng của các nhãn hiệu cho đến những cái khóa đào tạo chuyên sâu nâng cấp trở thành chuyên gia về máy photo. Thì anh chị và các bạn có thể đăng ký những cái khóa học của chúng tôi để trở thành những chuyên gia hàng đầu, những kỹ thuật viên hàng đầu trong lĩnh vực xử lý những cái ban bệnh của máy photo. Đó. Trên màn hình anh chị và các bạn đang thấy tôi đang tháo hai cụm kéo giấy của khay kéo giấy số 1 và khay kéo giấy số 2 ra ngoài. Và để giúp cho anh chị và các bạn có một cái nhìn thì tôi chỉ tay đây, tôi bắt góc máy quay này. Riêng trong cụm kéo giấy, ba cụm kéo giấy thì khay số 3 là khay mà chúng ta không thể đổi chỗ lên vị trí của khay số 2 và khay số 1 được. Đây tôi bắt góc máy này. Có một chi tiết duy nhất khiến chúng ta không thể thay thế được mà thôi. Chi tiết sườn thôi. Còn nội dung và những vật tư cụ thể thì giống nhau hoàn toàn. Đây là vị trí cái miếng sexy này, cái miếng mà tôi chỉ tay này là cái miếng mà chúng ta khi mà đặt cái cụm khay hai và vô chúng ta sẽ thấy này. Tôi lại tua lại một chút giúp anh chị và các bạn có cái đánh giá mà tại sao khay ba không đổ lên được. Với một số model thì họ sẽ thiết kế như vậy. Anh chị và các bạn thấy là khi mà tôi lắp vô, tôi quan sát lại video xem anh chị và các bạn có nhìn thấy không. Máy. Đây, rồi tôi bắt góc này, tôi chỉ anh chị các bạn dễ dàng nhìn thấy hơn này. Đây là vị trí mà cái miếng sexy của khay số 3 thò hẳn ra ngoài, dài hơn khoảng 1 cm so với cái vách bằng chung. Như vậy là khay số 3 chúng ta sẽ không đổi thử chéo lên khay số 2 và khay số 1 được. Ở thời điểm hiện tại thì máy vẫn hoạt động khay số 1, như vậy là chúng ta có cơ hội để chúng ta đổi thử khay số 2 chéo với khay số 1. Còn khay số 3 tổng quan như nhau, hoàn toàn như nhau, chỉ khác mỗi miếng sexy này mà thôi. Thì chúng ta có thể kiểm tra và xử lý vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng nếu như cái vấn đề nó nằm ở cụm kéo giấy thực tế như anh chị và các bạn đã thấy ở đây. Đấy, đây là một sự khác biệt cụ thể trên cái model máy này. Rồi, tôi sẽ lấy khay cụm khay số 2 ra này. Và đây là cụm khay số 2 tôi đang đứng ở đây. Rồi tôi sẽ trả lại góc máy rộng một chút. Chúng ta phân tích. Nếu nhìn tổng quan thì chúng ta thấy hoàn toàn giống nhau về cấu kiện, về tổng quan hệ bánh răng. Và nhìn tổng quan đây thì khách hàng của chúng tôi sau khi nhận được tư vấn hướng dẫn thì anh đã làm rất là kỹ cái phần vệ sinh, rất là trắng sạch, cái vị trí bánh răng rất là trắng sạch và lô kéo giấy. Nói chung là anh ấy đã nhận được cái sự hỗ trợ từ xa của chúng tôi rất nhiều và cũng
đã tự tráo đổi, nhưng bây giờ tôi sẽ làm lại một lần nữa chứng minh thực tế trên cái thực chiến này. Rồi, đây là vị trí khay số 2, hồi nãy tôi dựng ở đây rồi, tôi sẽ đưa vào cái cụm kéo số 1. Sau đó chúng ta sẽ lắp trở lại từng cái vị trí và tiến hành test. Rồi, tôi sẽ đưa cái cụm khay số 1 vào vị trí của khay số 2. Bắt ốc và cắm jack kết nối. Rồi, cắm jack kết nối, sau đó chúng ta sẽ tiến hành test thử lại và bắt góc máy quay tổng quan màn hình phía ngoài, sau đó chúng ta sẽ bắt sâu như bên trong để xem có cái gì khác biệt được cái pan này không. Khi cắm jack thì anh chị có bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhấn kiểm tra lại lần cuối trước khi chúng ta lắp vô. Rồi, chúng ta sẽ để nguyên như vậy trước khi chúng ta lắp vào phần vỏ, phần các phần phía ngoài vô sau để chúng ta test thử đã. Rồi, đóng các khay trở lại. Rồi, chúng ta gắn bình mực thải trả lại vị trí ban đầu. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn máy và khởi động test thử. Vâng, sau khi chúng ta tiến hành đổi chéo để thử test giữa cụm khay 1 và cụm khay 2 thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho máy và tiến hành kiểm tra. Tôi sẽ khởi động máy và chúng ta sẽ tiến hành test để kiểm tra. Chúng ta sẽ vào chức năng photo và test thử khay số 1 sau khi chúng ta đã đổi cụm kéo của khay 2 lên. Vâng, như vậy là khay số 1 đang hoạt động bình thường. Đây là cụm kéo ở khay số 2 khi mà chúng ta đổi vị trí để chúng ta thực hiện test kiểm tra chéo. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra khay số 2 sau khi chúng ta đã đổi cụm khay số 1 xuống. Vâng, đây là tình trạng mà chúng ta đã đổi cái cụm khay số 2 xuống cụm khay từ cụm khay số 1 xuống cụm khay số 2 như anh chị và các bạn thấy ở đây. Sau khi chúng ta chọn khay và sử dụng chức năng photo thì cái tình trạng vẫn xảy ra. Tôi sẽ lấy tờ giấy kẹt và chúng ta sẽ test lại một lần nữa để xác minh lại một lần cuối. Tôi sẽ tăng cái ánh sáng cam lên để chúng ta bắt hình. Đây, tình trạng là vẫn xảy ra như trước khi chúng ta tháo và đổi chéo hai cụm kéo giấy từ khay 1 xuống khay 2. Anh chị và các bạn đang thấy đây. Giấy vẫn kéo tới đây và bị dồn và dắt giấy ở đây. Cửa C2 bật ra. Đó, bây giờ tôi sẽ đóng trở lại và chúng ta sẽ test lại lần nữa.
Vâng, như vậy là lần thứ hai khi mà cái thực hiện cái lệnh copy, tình trạng vẫn như cũ. Đây, tình trạng vẫn xảy ra như vậy. Như vậy là không phải cái lỗi do cụm kéo giấy, tức là cái cụm kéo giấy chúng ta sau khi mà đổi chéo để thử thì chúng ta đã loại trừ nguyên nhân do cụm kéo giấy gây ra. Vì cái hiện tượng ban đầu khi mà chúng ta chụp test ở phần đầu video thì chắc chắn mới chụp test qua thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh giá luôn là do cái lỗi cụm kéo giấy. Và thêm một cái phần nữa mà chúng ta sẽ nằm trong khoanh vùng cần phải kiểm tra, đó là cái vị trí trung chuyển giữa cái cụm cái bộ kéo giấy của khay 2. Đây là cái khoang, cái phần trung chuyển tôi đang chỉ tay ở đây, được cấp nguồn, sử dụng motor, sử dụng bánh răng và sử dụng dây cu loa để kéo cái trục đẩy giấy, tì cái trục đẩy giấy để di chuyển qua cái khoảng trống giữa khay 2 và khay 1 đi lên phía trên. Đó. Thì nếu như trường hợp mà như mà chúng ta đã test ở phần đầu video thì chắc chắn cái khoang này cũng sẽ là nằm trong cái khoanh vùng nghi vấn về cái pan mà chúng ta gặp phải. Nhiều anh chị và các bạn cũng sẽ nghi vấn như vậy, và khi mà tư vấn để anh chị và các bạn tự khắc phục từ xa thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn tuần tự như vậy. Nhưng sau khi mà đã nhận sự tư vấn hỗ trợ từ xa của chúng tôi và anh khách hàng cũng đã làm thứ tự khá chi tiết các bộ phận, các phần mà chúng tôi hướng dẫn rồi, nhưng tình trạng máy cũng không được cải thiện và pan vẫn không được xử lý, dẫn tới tình trạng là phải chuyển máy xuống cho chúng tôi. Chúng ta sẽ cancel lệnh. Sau đó để làm rõ vấn đề như ở phần đầu, tôi sẽ tiếp tục bắt góc máy ở phần bên hông để chúng ta quan sát lần nữa sau khi chúng ta đã đổi chéo các cụm kéo giấy với nhau. Như chia sẻ với anh chị và các bạn thì trong trường hợp mà có 3 cụm kéo giấy mà có một cụm đã vẫn hoạt động bình thường thì đó là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta tiến hành loại trừ nguyên nhân. Với model máy này thì khay 3 sẽ không đổi vị trí lên cho khay 1 và khay 2 được. Tôi đã chia sẻ phần trước rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt hình để chúng ta tiến hành thử. Cái vị trí chúng ta đang nhìn thấy ở đây thực ra là cái cụm kéo giấy của khay số 1 được đổi xuống để chúng ta test chéo thử. Bây giờ tôi sẽ nhấn copy, anh chị và các bạn quan sát. Đó, tức là chúng ta nhìn rất rõ là cụm kéo giấy, ba lô kéo giấy có hoạt động bình thường và một tờ giấy có di chuyển khỏi khay chứa giấy và chỉ lên tới vị trí trục C2 hay còn là bộ trục đường bộ thì tắc lại ở đó, và tín hiệu máy báo dắt giấy anh chị cũng đã nghe. Tôi sẽ lấy tờ giấy ra và chúng ta quan sát lần nữa. Như vậy là cụm kéo giấy hoạt động bình thường. Vì chúng ta chuyển lên khay 1 thì khay 1 vẫn lấy giấy chạy bình thường. Chúng ta sẽ test lần cuối. Đó, cụm kéo giấy hoạt động bình thường, tờ giấy rời khỏi khay chứa. Vẫn có một số máy thì cái tình trạng 2-3 khay đều hư hỏng một lúc. Trường hợp 2 khay trong 3 khay bị lỗi là thường xuyên gặp. Như trường hợp cả 3 khay cùng lúc thì ít khi xảy ra, nhưng không phải là không có. Tôi sẽ test lại khay 1 lần cuối cùng sau khi chúng ta chuyển sang một cái phần khác. Tôi sẽ cancel cái lệnh cũ của khay số 2 đi. Rồi, chúng ta sẽ vào khay số 1 và thử lần nữa trước khi chúng ta tiến hành kiểm tra phần khác.
Và như vậy là khanh số 1 hoạt động bình thường. Công việc của chúng ta tiếp theo sẽ phải tiến hành kiểm tra những cái phần khác mà chúng ta đã loại trừ bằng cách là test đổi chéo cụm kéo giấy. Đây là cái ban thực chiến và khách hàng của chúng tôi cũng đã được hướng dẫn làm tuần tự những bước và anh ấy cũng đã thực hiện khá chi tiết. Đầu tiên đó là cái khâu test máy kiểm tra các cụm khay. Thứ hai là vệ sinh kiểm tra từng cụm kéo giấy và cũng đã tiến hành đổi chéo như chúng tôi hướng dẫn. Thì khi mà gửi máy về thì sau khi mà kiểm tra test lại toàn bộ những cái lỗi và chúng tôi phân loại những cái vấn đề trong những nguyên nhân chính mà bộ kéo giấy gặp phải trên cái máy này thì chúng tôi đưa ra một cái thử nghiệm. Và đó là những cái mà lợi thế từ Acobi Phú Xuân chúng tôi, đó là chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối máy photo hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có rất nhiều những cái series máy cùng chủng loại cùng nhà sản xuất nên là chúng tôi có điều kiện để test, để hỗ trợ anh chị và các bạn khách hàng nếu như gửi máy về chúng tôi xử lý kỹ thuật. Còn anh chị và các bạn khi mà khai thác dịch vụ, nhất là những anh chị và các bạn ở những cái tỉnh xa thì cái điều kiện không cho phép để có thể tiếp cận những cái yếu tố đó là hỗ trợ về cách cho mượn hoặc là kỹ thuật chúng tôi đến hỗ trợ test bằng cách kiểm tra những cái phần main điều khiển. Thì như chúng ta biết là trong máy photo thì ngoài hệ thống cơ để hoạt động được thì máy cần bộ xử lý này. Ngoài bộ xử lý trung tâm ra thì có những cái bộ xử lý cho từng khu vực, cho từng chức năng khác nhau. Ví dụ như là hệ thống kéo chứa và nạp giấy, các khay chứa giấy thì sẽ hoạt động qua một cái bo điều khiển cái chức năng đó là chứa nạp giấy. Như vậy là trong cái trường hợp này nhiều khả năng cái bo chứa, bo điều khiển cái bộ chức năng chứa nạp giấy có vấn đề. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo để kiểm tra thử. Và anh chị và các bạn lưu ý là với những anh chị và các bạn sau khi mà đã xử lý theo đúng quy trình và gặp nhiều khó khăn trở ngại hơn thì hãy liên hệ với Acobi chúng tôi để chúng tôi tư vấn mở rộng thêm. Có những cái ban anh chị các bạn phản hồi về đó là gặp cái hiện tượng rất là lạ, đã thử, đã kiểm tra, đã làm rất nhiều và rất kỹ rồi nhưng cái tình trạng vẫn không được khắc phục, không được cải thiện và cái ban đó không được xử lý triệt để. Thì đó là cái lý do mà nhiều khách hàng phải gửi máy về như anh chị và các bạn thấy ở đây. Đó là cái điều kiện mà anh chị và các bạn không có cái điều kiện để có thể thử test hoặc là tại vì trong máy photo thì có những cái như tôi đã chia sẻ và đào tạo viên hay là chia sẻ đến anh chị và các bạn là có những cái hữu hình, đó là chúng ta nhìn thấy, sờ thấy và nghe được. Nhìn thấy, sờ thấy và nghe được, đó là những cái chúng ta dễ bắt ban và dễ tiếp cận sửa chữa hơn cả. Có những cái phần liên quan đến phần điện hoặc là tín hiệu điều khiển, nó là những cái tín hiệu vô hình mà chúng ta không thể tiếp cận bằng mắt hoặc cảm nhận bằng tay hoặc là nghe được bằng âm thanh. Nên như vậy là chúng ta cần phải tiến hành sàng lọc và thử. Bây giờ tôi sẽ bắt góc máy để chúng ta tiến hành tháo và thử cái bo điều khiển cái chức năng chứa và nạp giấy ở trong cái model máy này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái khoang dưới ở sau lưng máy để chúng ta tiếp cận cái bo điều khiển hệ thống chứa và nạp giấy. Sau khi tháo cái nắp bên hông thì chúng ta quan sát bên hướng góc phải màn hình hiển thị của anh chị và các bạn thì chúng ta sẽ thấy một cái bo nhỏ kế bên bo nguồn chính là một cái main điều khiển cái chức năng chứa nạp giấy trong giai đoạn 1. Tôi bắt góc máy để chúng ta quan sát. Và toàn bộ các cái hệ thống chứa và nạp giấy sẽ vận hành qua cái bo này. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tiến hành kiểm tra và thử chéo một cái bo tương ứng với model máy này. Và anh chị và các bạn lưu ý là với phần điện thì chúng ta trước khi tiếp cận chúng ta tắt nguồn chính của máy và rút nguồn điện khỏi máy. Đó là cách mà chúng ta thao tác an toàn nhất. Ngắt toàn bộ kết nối các dây kết nối với main và các bộ phận điều khiển khác.
iCopy chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo chuyên về kỹ thuật sửa chữa máy photocopy từ căn bản cho đến chuyên sâu. Và năm 2022 vừa qua thì chúng tôi đã đào tạo được 10 học viên ở các tỉnh thành từ phía Bắc cho đến phía Nam. Anh chị và các bạn đã trải nghiệm cái khóa đào tạo online của iCopy Phú Xuân chúng tôi từ những ngày đầu, đó là đầu năm 2022. Và hiện tại thì số lượng học viên chưa nhiều, khoảng 10 học viên học online. Nhưng những cái phản hồi từ phía anh chị và các bạn trở về cho iCopy đó là anh chị và các bạn đã nắm rất tốt về kiến thức và áp dụng rất thành công vào trong cái công việc hàng ngày của mình. Và cụ thể thì khi mà anh chị và các bạn thực sự quan tâm và đăng ký khóa học thì anh chị và các bạn sẽ được đưa vào nhóm lớp những cựu học viên của chúng tôi, những người đã trải nghiệm mua gói học kỹ thuật sửa chữa máy photo từ chúng tôi. Và chính những cựu học viên của tôi sẽ là người phản hồi giúp cho anh chị và các bạn đánh giá cái hiệu quả trong cái quá trình mà chúng tôi thực hiện cái hình thức đào tạo online từ xa qua tính cái nghề kỹ thuật sửa chữa máy photo, giúp cho anh chị và các bạn có một cái nhìn khách quan và một cách chân thực nhất. Sau khi mà chúng ta rút ngắt kết nối với tất cả các cái dây điều khiển và trên cái để giữ cái main này thì chúng ta lưu ý là cùng nhà sản xuất họ thiết kế 6 cái vít bát, chúng ta sẽ lần lượt tháo vít. Hai vít trên, hai vít giữa và hai vít dưới. Đó, anh chị và các bạn tháo, sau đó với cái hình thức mà thử main chéo để khẳng định cái ban lỗi của máy ấy, thì nói thật thì nếu anh chị và các bạn ở tỉnh đó là cái điều rất là khó khăn, vì không thể dễ dàng để kiếm một cái máy tương tự đấy. Chị và các bạn có thể tiến hành thử, vì như tôi đã chia sẻ, có những cái vấn đề là vô hình, hay là máy photo nói đơn giản giống như là cái IT của chúng ta cũng vậy, có sẽ chia ra kỹ thuật phần cứng và kỹ thuật phần mềm. Ví dụ như là trong mảng IT thì có những kỹ sư chuyên về phần cứng và có những kỹ sư chuyên về phần mềm. Thêm nữa sẽ kỹ sư có một cái bộ phận đó là kỹ sư chuyên về điện tử, tức là về điện tử viễn thông. Trong mảng photo cũng vậy, tức là kỹ sư chuyên về phần cứng hay là còn là kỹ thuật viên chuyên về phần cứng, và có một bộ phận nhỏ phục vụ cho cái phần điện của máy photo, đó là những anh, những chị, những bạn đang làm trong lĩnh vực điện tử máy photocopy thì chuyên sửa chữa và kiểm tra những cái main. Và có những cái main thì có những linh kiện để chúng ta tiến hành, anh chị và các bạn làm nghề điện tử ấy, có thể là có cái linh kiện tương ứng để có thể thử và bắt ban rồi sửa cái main đó. Nhưng cũng có những cái main không có linh kiện rời, không có cái những cái linh kiện chi tiết điện tử rời để chúng ta có thể tiến hành thử được. Nghề điện tử cũng vậy, như là cái công việc của kỹ thuật viên cơ thôi. Có nghi ngờ cái linh kiện nào đó, ví dụ như là những cái vi xử lý, những cái phần điều khiển cho cái main mảng này, thì chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cần phải có một cái linh kiện tương ứng để chúng ta tiến hành tháo ra rồi hàn trở lại để thử test. Thì đó là cái mà nhất là những người kinh doanh ở xa. Thì thêm một tư vấn nữa ngoài lề một chút, như anh chị và các bạn nếu kinh doanh dịch vụ, khi mà chúng ta hướng tới đầu tư thì cái vấn đề là đầu tư hãng máy nào, do cái góc nhìn của anh chị và các bạn, cái tư vấn của người quen đã dùng chẳng hạn. Nhưng góc độ tư vấn của từ phía chúng tôi là khi mà anh chị và các bạn đầu tư cho một cửa hàng photo dịch vụ, thường chúng ta phải sắm từ 2 máy trở lên. Thì với những cái người làm về đào tạo và tư vấn, chúng tôi khuyên anh chị và các bạn nên mua của một hãng, và đặc biệt nếu như mua được cùng một model 2 máy thì sẽ giúp cho anh chị và các bạn khi mà chúng ta gặp những cái ban bệnh đặc thù như trường hợp cần phải thay main như này, thì anh chị và các bạn sẽ có cái cơ hội để chúng ta thử, sau đó chúng ta gửi main về những cái thành phố lớn để chúng ta tiến hành sửa chữa hoặc là mua khi mà chúng ta biết chắc chắn là lỗi do main rồi. Đó, đó là cái tư vấn ngoài lề nhưng nó liên quan đến công việc của anh chị và các bạn, nó giúp cho chúng ta hiệu suất khai thác kinh doanh tốt hơn. Thay vì chúng ta mua mỗi hãng một máy, mỗi hãng một máy thì nó có cái để chúng ta, đó là sự trải nghiệm. Anh chị và các bạn có thể trải nghiệm được những cái tính năng
của hãng A với tính năng của hãng B. Nhưng mà khi mà xảy ra sự cố thì cùng một hãng và cùng một model sẽ là rất thuận lợi. Đây là cái góc chia sẻ thực tế. Thực tế thì đôi khi nó nghe có vẻ khô khan, nhưng đó là một cái hiệu quả, hiệu suất mà khi chúng ta ở xa vận hành thiết bị điện tử thì cùng một model sẽ rất là thuận lợi cho anh chị. Còn những anh chị ở các bạn những thành phố lớn thì khi mà chúng ta trải nghiệm nhiều hãng, nhiều model thì chúng ta lại thấy có những cái để chúng ta sàng lọc. Khi mà đầu tư lớn hơn, phát triển nhiều hơn thì sau khi anh chị và các bạn trải nghiệm và dùng và khai thác, anh chị các bạn sẽ có cái đánh giá là với hãng này hiệu suất kinh tế tốt hơn, thì khi mà mở rộng và phát triển, anh chị và các bạn sẽ nhắm tới đầu tư nhiều hơn những cái model máy của hãng đó. Rồi sau khi mà cắm mên, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn, sau đó test. Tôi sẽ cấp nguồn cho máy. Sau đó chúng ta khởi động và tiến hành thử. Rồi, tôi đã cấp nguồn và đèn mên trên chúng ta vừa thay thử vô để test đã sáng điện. Công việc của chúng ta sẽ là quay về phía trước của màn hình điều khiển chính của máy và tiến hành thử. Rồi, máy đã khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra từng khay một. Tôi là trực tiếp cầm máy và đặt máy góc quay nên nhiều cái góc quay hoặc nhiều những cái chi tiết nó bị gián đoạn hoặc là cái bắt hình nó không được tốt, thì mong anh chị và các bạn ủng hộ kênh YouTube Phú Sơn của chúng tôi thông cảm và bỏ qua những cái chi tiết nhỏ. Chúng ta hướng tới những cái sự chia sẻ chuyên môn. Tôi sẽ nhấn bản đầu tiên của khay 1 để chúng ta test. Vâng, khay 1 đã hoạt động. Tôi sẽ nhấn chụp khay số 2. Vâng, khay số 2 cũng đã cho chúng ta một bản chạy ra. Bây giờ tôi sẽ chọn giấy ở khay số 3. Khay số 3 đang bị sai khổ giấy, để tôi chỉnh lại. Chắc là khay số 3 đã kéo lên đến vị trí sụp C2. Vâng, vậy là khay số 3 của chúng ta cũng đã chạy bình thường. Tôi nhớ lại lần nữa với vị trí của khay số 3. Và bây giờ để test sâu hơn thì mỗi khay chúng ta sẽ chạy thử 5 bản. Tôi chạy trước, test trước khay số 1. Và cũng với số lượng 5 bản, chúng ta sẽ chạy test ở khay số 2. Và cuối cùng là khay số 3.
Vâng, như vậy là sau khi mà chúng ta tiến hành kiểm tra tổng quan, đồng hành cùng nhau từ đầu video đến phút này, chúng ta đã được thống kê được những cái vấn đề mà cái vấn đề liên quan đến cái pan kéo nạp giấy ở các cụm kéo giấy trong những cái model máy trong cái phân khúc mà photo kinh doanh dịch vụ anh chị và các bạn dùng nhiều ấy, thì có những cái MP đời cũ rồi đến 7001, 8001 cho đến những cái đời cao cấp ở thời điểm hiện tại như là 9003. Đó, một loạt những cái model của Recon mà anh chị và các bạn gần như là chúng ta ở phía Bắc ấy dùng rất nhiều. Và những cái ban mà liên quan đến cái vấn đề lỗi kẹt giấy, rút giấy, vì những máy tốc độ càng cao, ví dụ như máy tốc độ 90 bản trên phút, thì cái độ chính xác phần cơ khí là rất quan trọng trong quá trình máy kéo giấy khỏi khay và chạy với tốc độ 90 bản trên phút. Như vậy là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta sàng lọc này, từ cái nguyên nhân, từ cái hiện tượng ban đầu đó là khay 1 hoạt động bình thường, khay 2 kéo lên trục C2 thì dắt lại, trong khi khay 3 thì giấy không rời khỏi khay chứa. Sau khi sàng lọc và thử test chéo thì với những cái ban thực chiến do máy của khách hàng gửi về chúng tôi và chúng tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn cái video này. Ngoài ra thì máy photocopy còn có những cái ban khác đặc biệt liên quan đến cơ hoàn toàn, vấn đề nạp giấy. Anh chị và các bạn quan tâm đăng ký kênh ủng hộ YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Giới thiệu cho anh chị và các bạn đang làm nghề nhưng chưa biết về kênh của chúng tôi, để giúp cho anh chị và các bạn có những cái thông tin, những cái chia sẻ từ chúng tôi, giúp cho anh chị và các bạn có những cái thêm những cái giải pháp trong quá trình sử dụng và khai thác dịch vụ máy móc của anh chị và các bạn gặp phải những sự cố. Video chia sẻ từ iCopy chúng tôi luôn làm những cái video hướng tới cái sự chân thực nhất, gần gũi nhất, những cái ban thực chiến nhất trong năm 2023 này để gửi tới anh chị và các bạn. Rất mong nhận được cái sự đón nhận và ủng hộ nhiều nhiều hơn nữa từ phía anh chị và các bạn, những người đang làm trong lĩnh vực máy photocopy nói chung và những anh chị và các bạn đang làm trong lĩnh vực máy photo nhưng làm kinh doanh dịch vụ nói riêng. Hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại 0964405366 để nhận tư vấn và hỗ trợ những vấn đề liên quan đến máy photocopy. Anh chị và các bạn muốn tìm kiếm một công việc để ổn định bản thân và phát triển trong tương lai, đó là nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, một nghề mà gần như không bị ảnh hưởng bởi tác động bối cảnh xã hội, vì cơ quan nào, thậm chí ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều hộ gia đình kinh doanh online cũng đã có sắm máy photo cỡ nhỏ để in những cái bưu đơn hàng. Tức là cái lượng máy người dùng rất nhiều, càng ngày càng mở rộng cái thị phần, nhưng cái đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chính quy thì không nhiều. Gần như là phía Bắc không, hay là rất nhiều anh chị và các bạn tâm sự là đã tìm rất nhiều cái kênh thông tin để tìm kiếm những cái nhà đào tạo, tìm kiếm những cái nơi có uy tín về đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo, rồi tìm mấy tháng trời trên các cái kênh thông tin ở mạng xã hội mới tìm được đến iCopy chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất là tự hào và vinh dự. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi có hai hình thức đào tạo song hành, đó là online và trực tiếp. Không phải là chúng tôi đưa ra cái vấn đề để chúng tôi tự đánh giá bản thân, mà cái hình thức chuyển đổi đào tạo online trong cái thời kỳ dịch bệnh thì Phú Sơn chúng tôi, đặc biệt đó là iCopy, tự hào là nhà tiên phong đầu tiên trong cái nỗ lực để chuyển đổi cái hình thức đào tạo từ trực tiếp sang online, đồng hành hai gói đào tạo, giúp cho anh chị và các bạn có thêm những cái lựa chọn, nhất là những anh chị và các bạn ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện để đến những thành phố lớn học để phát triển sự nghiệp và lựa chọn cái nghề của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận những cái tư vấn miễn phí 24/7, bất cứ lúc nào anh chị cần đến chúng tôi, kể cả ngày nghỉ và buổi tối, cứ liên quan đến lĩnh vực máy photocopy, hãy liên nghĩ đến iCopy. Địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn cũng có thể truy cập vào trang web maiphotophusơn.com.vn hoặc icopy.com.vn. Chúng tôi luôn lắng nghe, đồng hành và chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.